chúng sinh của thế giới thứ hai tương đối lương thiện, không muốn đánh nhau. Không giống chúng sinh của thế giới Atula, nhưng họ cũng biết chối người. 80% các tôn giáo đều sùng bái các thiên đế với đẳng cấp thấp. Vì thế nếu chúng ta tín ngưỡng tôn giáo, nhưng nếu không có minh sư truyền pháp, thì cao nhất chúng ta chỉ đến được thế giới thứ hai mà thôi. Thế giới thứ hai, người ấy có được túc mạng thông, biết được quá khứ, vị lai của chính mình và quá khứ, hiện tại, vị lai của người khác đều biết được cả. Sinh hoạt trong quá khứ, hiện tại đều ghi ra cả, vị lai cũng ghi ra luôn. Nhưng tình trạng của quá khứ và hiện tại không sửa đổi được, nhưng chúng ta có thể sửa đổi vị lai. Cho nên có người đi đến được thế giới thứ hai, biết được đời sống của họ có gì không đúng, họ có thể tự mình thay đổi. Những ai ăn thịt, cao nhất chỉ có thể đến được thế giới thứ hai. Đến khi người ấy nhận thấy với một cuộc sống như vậy, và thấy được sự quan hệ của luật nhân quả đó, họ sẽ lập tức ăn chay ngay. Bởi vì ở nơi này toàn bộ nhân quả họ đều biết cả. Họ hiểu rằng dù ăn một chút thịt sẽ có những hậu quả rất đáng sợ hay những hình phạt đang chờ đợi họ, cho nên dù không ai nhắc nhở, họ cũng tự động thay đổi. Dù chỉ ăn một cái trứng, cảnh huống cũng đã rất đáng sợ, nếu như ăn mà không biết, lỡ ăn mặn, tương đối không quan hệ nhiều, tuy cũng có nhân quả, nhưng không phải ghê gớm lắm. Còn nếu như thấy rõ ràng mà vẫn còn cố ý, thì hình phạt sẽ vô cùng lợi hại. Quý vị không nên phạm giới, đừng nghĩ rằng chỉ ăn một chút trứng thì không sao, quan hệ thật ra lớn vô cùng. Một thân cây trúc, một nửa bên trên là dương còn một nửa bên dưới là âm. Tam giới thuộc về nửa bên dưới. Nói theo đạo giáo, họ gọi là âm dương. Dương là phần trên, âm là phần dưới. Thế giới thứ hai thuộc về bộ phận âm. Vì thế chúng ta vẫn còn gọi là ma, chỉ có công việc của họ ở nơi tương đối thấp. Tha tâm thông. Có khi cũng có chút thiên nhãn thông, đó là những phép thuật của thế giới thứ hai. Ngày trước cô ấy tu hành đã chọn lầm đường, tu theo một số bàn môn tà đạo, mục đích của tu hành không chính đáng, tu hành chỉ muốn được thần thông. Vì gieo cái nhân như thế, nên mới gặt cái quả như vậy. Tu hành đến một thời gian, đến một thế giới nào đó, thì chúng sanh của thế giới ấy sẽ đòi trả giá. Họ nói, bởi vì ngày trước ngươi đã dùng tiền của ta, bây giờ phải thanh toán nợ nần, mới được tiếp tục đi qua. Nếu chúng ta chỉ thiếu họ 100 đồng, đến khi trả thì phải trả 1.000, 1.000 đồng. Luật pháp của thế giới nhân quả và thế giới ta bà rất giống nhau, khi chúng ta mượn của ai 100 đồng, thì không phải chỉ trả 100 đồng mà thôi, mượn 100 có khi trả 1.000. Luật nhân quả trong tam giới rất tinh tế, một điểm, một giọt, một phân, một hào đều không thiếu. Có khi vì quá tinh tế, không cần biết chúng ta làm điều gì, nên lập tức ghi lại, tích lũy lại rất nhiều, vì vậy cái luật pháp này rất là tinh vi. Chúng ta làm điều gì cũng sai cả, không có một thứ gì là không làm sai. Cho nên nếu không có đại lực lượng của sư phụ, không có lực lượng của Phật bảo trợ chúng ta, dẫn chúng ta đi lên thì bất cứ chúng sinh nào cũng có thể níu kéo chúng ta, xẻo thịt chúng ta, bẻ tay chúng ta, hoặc lấy quần áo của chúng ta, bởi vì chúng ta đã thiếu nó quá nhiều, thiếu từ đời đời kiếp kiếp. Khi chúng ta làm một điều gì sai đương nhiên bị thiếu, cho dù vô ý làm sai cũng thiếu luôn, luật nhân quả sẽ đều chép ghi lại và ta trở thành tội phạm. Người tu hành chân tránh hiểu biết, nếu như hôn trầm, sẽ chạy vào đơn điện, còn tu hành không cao không biết được. Bây giờ mình còn chưa tu hành, còn chưa có hôn trầm, để ý đơn điền làm gì. Tu bộ vị nào cũng có lực lượng, tu nhĩ căn, tu tâm, tu đơn điền đều có lực lượng, nhưng lực lượng đó là sức thần trong tam giới, lực lượng trong tam giới không có liên quan đến sự giải thoát. Thế giới thứ hai là thế giới của nhân quả, còn được gọi là thế giới của tri thức. Thế giới này vẫn còn trong phạm vi tri thức, vượt qua thế giới tri thức thì đầu óc không còn biết gì nữa. Tất nhiên cũng không ghi lại được gì. Đẳng cấp thứ hai là đẳng cấp tình cảm. Ở đẳng cấp này chúng ta rất quý trọng đến ý kiến của chính mình. Có thể nói rằng chúng ta quá độc đoán quả quyết, điều gì mình nghĩ cũng đều đúng, điều gì mình làm cũng đều phải, và chúng ta muốn tất cả mọi người khác phải làm theo. Ở đẳng cấp này chúng ta tìm thấy các nhà độc tài, hoặc những nhà lãnh đạo phong trào cực đoan. Thật vậy, vì quá khích nên đời sống của họ có quá nhiều tình cảm.
Điều này thật tốt nếu họ đi đúng đường. Nhưng ngược lại, nếu sai đường, họ không muốn sửa đổi và không chịu chấp nhận những sai lầm của họ, như vậy rất nguy hiểm vì họ không có sự uyển chuyển. Có biện tài vô ngại không có nghĩa là quý vị đã đạt đến đẳng cấp cao. Quý vị có thể có được tài này khi lên đến đẳng cấp thứ hai.